Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series thần thoại của kênh Giải trí Tổng hợp. Hôm nay sẽ tiếp tục là một video về chủ đề thần thoại thượng cổ. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến với channel của mình thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Nếu như đã từng đọc qua tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa thì đa số độc giả đều biết trong số những thần tiên lợi hại nhất thì ắt hẳn là phải nhắc đến Tiên Thiên Thánh Nhân. Bọn họ đã sinh ra từ khi vạn vật mới chỉ bắt đầu, ngay trước cả khi bản cổ khai thiên tích địa, cho nên mới được gọi là Tiên Thiên Thánh Nhân. Trong đó Hồng Quân Lão Tổ có 3 vị đồ đệ, cũng chính là 3 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bọn họ đều là Trảm Tam Thi mà thành thánh, cũng là đã ở cảnh giới Tiên Thiên Thánh Nhân. Cần nhớ kỹ Hồng Quân Lão Tổ đã từng nói, nguyên thần của bọn họ là tu luyện ở tại trong vũ trụ hỗn độn sau khi bản cổ khai thiên. Ba người này đã ở trên Côn Luân Sơn bái Hồng Quân Lão Tổ làm thầy, tu luyện đạo đức chi thuật. Tiên Thiên Thánh Nhân từ trước đến nay đều là bất tử bất diệt. Tuy nhiên trong những điển tịch Hồng Hoang thì Tiên Thiên Thánh Nhân cũng không phải là lợi hại nhất. Đồng thời còn có rất nhiều pháp bảo có thể tiêu diệt được Tiên Thiên Thánh Nhân. Nếu chúng ta cẩn thận xem hết những tiểu thuyết về thần thoại thời Hồng Hoang thì ở bên trong đó có thể kể ra 5 kiện thần khí có pháp lực vô biên. Những thứ này đều có thể tiêu diệt Tiên Thiên Thánh Nhân. Trong đó có một thứ chính là Thí Thần Thương của Ma Tổ La Hầu. Mà 5 kiện pháp bảo có thể giết chết Tiên Thiên Thánh Nhân theo thứ tự đương nhiên sẽ là Thí Thần Thương của La Hầu, Khai Thiên Thần Phủ của Bàn Cổ, Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất, Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp Đạo Nhân, cùng Càn Khôn Đỉnh của Hồng Quân Lão Tổ. Bởi vậy, tất cả Tiên Thiên Thánh Nhân đứng ở trước mặt những thứ này đều không phải là bất tử bất diệt. Đồng thời những pháp bảo đó còn có thể khiến cho bọn họ hồn phi phách tán, thậm chí từ đây vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Thứ nhất, Thí Thần Thương. Trong thần thoại thượng cổ, lúc mới bắt đầu, thiên địa còn hỗn mang, tứ phương bát cực đều là một mảnh âm u, cũng không có khái niệm thời gian cùng với không gian. Lúc này đã xuất hiện một thứ pháp bảo, cũng là thứ có pháp lực mạnh nhất, được xưng là Tiên Thiên Chí Bảo, Hỗn Độn Thanh Liên. Toàn thân nó trên dưới đều là bảo vật, mỗi một thứ đều ẩn chứa tinh thuần pháp lực. Hỗn Độn Thanh Liên cuối cùng tổng cộng chia làm 12 loại đỉnh cấp pháp bảo, trong đó có một vật chính là Thí Thần Thương. Hỗn độn thành liền cắm rễ ở bên trong mãng hoàng hỗn độn, không ngừng hấp thụ hùng sát chi khí, tích lũy theo tháng ngày, dần dần biến thành một vật có sát khí nặng nhất giữa thiên địa, chính là rễ cây của hỗn độn thành liền. Cuối cùng sát khí cực thịnh, hình thành nền pháp bảo Thí Thần Thương. Về sau thứ này đã thuộc về tay của Ma Tổ La Hầu. Trước khi bản cổ khai thiên tích địa, thần ma vốn là một nhà. Ở trong hỗn độn vũ trụ có rất nhiều thiên thần pháp lực vô biên, trải qua vô số vạn năm, La Hầu rơi vào ma đạo trở thành vạn ma chi tổ. Thí Thần Thương trên tay hắn nghe nói có thể tiêu diệt nguyên thần của thánh nhân, là hỗn độn đệ nhất hung khí, cũng là một thứ pháp bảo mà tất cả Tiên Thiên Thánh Nhân sợ hãi nhất. Về sau Ma Tổ La Hầu bị đông đảo thánh nhân hợp vây giết chết, Thí Thần Thương cũng biến mất không biết tung tích. Lại có thuyết nói rằng La Hầu đại bại, nữ oa đã đem phong ấn Thí Thần Thương ở dưới núi Côn Luân, rồi giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn canh giữ. Thí Thần Thương của Ma Tổ La Hầu là khắc tinh của Tiên Thiên Thánh Nhân, cũng là một thứ hùng khí lợi hại nhất trong hỗn độn. Nó có thể khai thiên tích địa, cũng có thể tiêu diệt tất cả các thánh nhân. Thứ hai, Khai Thiên Thần Phủ. Chúng ta đều biết, Bàn Cổ là vị đại thần khai thiên tích địa, vì vậy có thể khẳng định, Bàn Cổ cũng là một vị Tiên Thiên Thánh Nhân. Tương truyền pháp bảo mà Bàn Cổ dùng để khai thiên tích địa chính là Khai Thiên Thần Phủ, là chí bảo hỗn độn thứ nhất, uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Món pháp bảo này ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng chưa từng xuất hiện, mà đã có rất nhiều những chuyện thần thoại xưa cùng với những tiểu thuyết Hồng Hoang. Hơn nữa, còn là một trong hỗn độn tứ đại chí bảo. Theo truyền thuyết, Khai Thiên Thần Phủ trong đó ẩn chứa hỗn độn chi lực, cho nên Khai Thiên Thần Phủ cũng được xưng là Bàn Cổ Phủ. Nó có được lực lượng tách ra thiên địa cùng xuyên qua tương lai, uy lực tuyệt đối là không kém bất kỳ một thứ thần khí thượng cổ nào. Thiên địa hỗn độn mới bắt đầu, Bàn Cổ đại thần trong giấc mộng bị một cỗ hắc ám chi lực làm cho bừng tỉnh. Toàn bộ thiên địa vạn vật đều bị bóng tối bao trùm. Thậm chí, mọi thứ đều đang có xu hướng khép lại cùng với nhau. Thế là Bàn Cổ đại thần dưới cơn nóng giận, chịu đựng đau đớn rút ra một cái răng của mình, liền biến thành Khai Thiên Thần Phủ. Tương truyền, Khai Thiên Thần Phủ, búa khoát 33.000 trượng, chuôi thô 3.300 trượng, dài 66.000 trượng, trọng lượng không thể biết rõ. Khai Thiên Thần Phủ liền ngay cả thiên địa cũng đều có thể bổ ra. Giết chết Tiên Thiên Thánh Nhân
càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bàn cổ khai thiên tích địa sau này, khai thiên thần phủ đã bị vỡ vụn, biến thành ba kiện pháp bảo, trở thành chứng đạo chí bảo của Tam Thành đạo gia. Nó đã xuất hiện qua trong phong thần diễn nghĩa. Những thứ này chính là thái cực đồ của đạo đức thiên tôn. Thành bình kiếm của thông thiên giáo chủ, cùng với bàn cổ phiền thuộc về nguyên thủy thiên tôn. Thứ ba, Đồng Hoàng Trung. Đồng Hoàng Thái Nhất chính là vị thiên đế thứ nhất cùng với đế tuấn ở thời kỳ thượng cổ. Nghe nói tu vi của Thái Nhất cũng đã tiếp cận với cấp bậc của thiền đạo thánh nhân. Sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, Đồng Hoàng Thái Nhất cầm Đông Hoàng Trung chấn trụ 3.000 ma thần trong Hồng Mông hỗn độn, giúp cho bàn cổ có thể dễ dàng khai thiên tích địa tại Hồng Mông thế giới, mà sau đó khai thiên thần phủ cũng chống chọi không nổi Hồng Mông khí vận, liền vỡ vụn thành ba kiện pháp bảo, mà Đông Hoàng Trung thì ý nguyên hoàn chỉnh không tốn hao gì. Cho nên những đại thần thời Hồng Hoàng đều cho rằng Đông Hoàng Trung so với khai thiên thần phủ còn muốn lợi hại hơn, thậm chí còn là đứng đầu thượng cổ thập đại thần khí. Đông Hoàng Trung vốn ban đầu có tên gọi là hỗn độn trung, tương truyền đây chính là thiên địa chi môn, có thể hủy diệt vạn vật, thôn phệ chư thiên. Về sau trở thành thần khí chứng đạo của Đông Hoàng Thái Nhất, nên mới gọi là Đông Hoàng Trung. Tương truyền một tiếng chuông ngân lên thì trời đất đảo lộn, vạn vật kinh hãi, hồng thủy tràn lan. Món pháp bảo này có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể giam cầm thời không. Cho nên Đông Hoàng Trung này khẳng định cũng có thể giết chết tiền thiên thánh nhân. Khi đại kiếp Vu Yêu kết thúc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Huyền Minh đồng quy vu tận, thì Đông Hoàng Trung cũng biến mất khỏi thế gian, không còn tam tích. Cũng có thuyết thì cho rằng chính yêu sư Côn Bằng bộ hạ của Thái Nhất đã đem nó lấy đi rồi trốn ra khỏi tam giới. Thứ tư, Càn Khôn Đỉnh. Trong rất nhiều thư tịch đều cho rằng sư phụ của Hồng Quân Lão Tổ là sáng lập Nguyên Linh, vị này là bắt đầu của mọi thứ. Đồng thời sáng lập Nguyên Linh có 4 vị đồ đệ. Bọn họ theo thứ tự là Hồng Quân Lão Tổ, Côn Bằng Tổ Sư, Nữ Hoa Nương Nương cùng với Lục Áp Đạo Nhân. Ở trong các tiểu thuyết Hồng Hoàng tuy cũng có sự khác nhau giữa 4 vị cổ thần này, nhưng tự chung đều cho rằng pháp bảo của Hồng Quân Lão Tổ là Càn Khôn Đỉnh. Nghe nói giữa thiên địa tất cả hỗn độn chí bảo cùng với tiên thiên chí bảo đều là từ bên trong Càn Khôn Đỉnh luyện chế mà thành. Liền ngay cả ngũ thải thần thạch để bổ thiên của Nữ Hoa Nương Nương cũng là từ trong Càn Khôn Đỉnh mà luyện chế ra được. Càn Khôn Đỉnh về sau được Nữ Hoa dùng để luyện hóa thế gian yêu quái sát khí, cũng chính là luyện yêu hồ đại danh đỉnh đỉnh trong các tiểu thuyết Hồng Hoang thời thượng cổ. Bởi vậy rất nhiều giả thuyết đã cho rằng Càn Khôn Đỉnh của Hồng Quân Lão Tổ hắn là có thể luyện hóa được cả tiên thiên thánh nhân. Dù sao những kiện pháp bảo có thể giết chết tiên thiên thánh nhân đều là từ bên trong Càn Khôn Đỉnh luyện chế mà ra. Cho nên món pháp bảo này ở thời kỳ Hồng Hoang cũng là một thứ có thể khiến cho thánh nhân phải vô cùng e ngại. Thứ năm, Trảm Tiên Phi Đao. Mọi người thường biết đến Lục Áp Đạo Nhân đã từng xuất hiện qua trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa. Nhưng kỳ thật, Lục Áp Đạo Nhân ở trong những tiểu thuyết Hồng Hoàng cũng đã từng xuất hiện qua vô cùng nhiều lần. Hắn là sư đệ của Hồng Quân Lão Tổ. Đồng thời, hắn có một kiện pháp bảo được xem là khắc tinh của các vị thần tiên. Nghe nói cũng có thể giết chết tiên thiên thánh nhân. Món pháp bảo này chính là Trảm Tiên Phi Đao. Ở trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, Trảm Tiên Phi Đao cũng đã giết chết qua rất nhiều thần tiên, tỷ như là Triệu Công Minh, đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Trong truyện đã viết, người này là tại trong hỗn độn vũ trụ tu luyện nguyên thần, sau đó lại ở Bích Du Cung bái Thông Thiên Giáo Chủ làm thầy, mà trong phong thần đại chiến lại bị Trảm Tiên Phi Đao giết chết. Và một nhân vật rất đáng được lưu tâm, đó chính là Viên Hồng. Viên Hồng là Thông Túy Viên Hầu, thuộc một trong tứ đại thần hầu, có 72 phép biến hóa ngang hàng với Dương Tiễn. Về sau bị bắt lấy trong Sơn Hà xã Tắc Đồ của Nữ Hoa, Dương Tiễn đã liên tục chặt đầu nhưng không giết được nó. Cuối cùng đành phải dùng đến Trảm Tiên Phi Đao mới tiêu diệt được. Bảo vật này theo như trong Phong Thần Diễn Nghĩa đã ghi lại thì chính là dùng sắt tu luyện, hái nhật nguyệt tinh hoa, đạt thiên địa thành tú, điên đảo ngũ hành, chí công phù đổ mãn như Hoàng Nhà Bạch Tuyết, kết thành bảo vật này gọi tên là Phi Đao. Thứ này có đầu có mắt, mắt có hai đạo bạch quang có thể hóa đi nguyên thần tiên yêu, dù có biến hóa cũng không thể trốn thoát. Bạch quang trên đỉnh như phong luân hồi chuyển, chỉ bay một vòng thì đầu lâu tự nhiên sẽ rơi xuống đất. Có thể thấy rằng món pháp bảo này hắn là cũng có thực lực để giết chết tiên thiên thánh nhân. Kỳ thật, từ danh tự của thần khí đó mà suy ra, chúng ta cũng có thể biết nó có thể giết chết tiên thiên thánh nhân. Trảm Tiên Phi Đao tên như ý nghĩa, chính là pháp bảo để giết chết thần tiên, mà tiên thiên thánh nhân
cũng chính là thần tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video được phát trực tiếp từ kênh Giải trí Tổng hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video về thần thoại thượng cổ như thế này, hoặc là những video phân tích liên quan những tác phẩm như là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, hay là những bài viết liên quan những tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.